hướng dẫn cho các bạn cách gói bánh ngày Tết cực nhanh cực đẹp. Việc đầu tiên là phải chọn hai cái lá to nhất đẹp nhất ở bên ngoài. To nhất và đẹp nhất. Tiếp theo một lá ở trong. Công việc mà chọn lá là công việc cực nhọc nhé. Quyết định cái bánh có bị nứt, có bị tét, có chín đều hay không. Còn ở trong này thì chúng ta có thể bỏ những cái lá mà nó hơi xấu xấu tí. Nhưng mà bánh thì luôn luôn phải để lá chiều dọc, không được bỏ chiều ngang, chiều ngang nó sẽ bị gãy. Bỏ dọc đó. Nhiều lá vậy hả cô? Ở trong cùng thì phải một cái lá thật non nhất, thật đẹp nhất để cho gạo không bị rớt ra ngoài. Đấy, một chén gạo. Gạo này thì chúng ta vo sạch, ngâm ra khoảng bao nhiêu phút cô? Ngâm 2 tiếng rồi mới vo. Ngâm 2 tiếng rồi mới vo hả? Rồi. Còn lá này mình đâu có cần phải phơi đúng không ạ? Lá phơi héo. Phơi héo sơ một nắng. Phơi héo rồi là lau sạch hai mặt. Cho một chén gạo vào rồi san đều đều ra. Chiều dài thì khoảng tầm 30, chiều ngang khoảng 10. Còn đậu xanh này là làm sao đây cô? Một lớp đậu xanh. Ý là ngâm như thế nào á? Hấp lên, sôi đậu lên. Đậu mua về làm sạch rồi hấp lên. Hấp chín luôn hay hấp vừa thôi? Chín lên. Chín lên luôn hả? Chín lên đánh tơi ra. Đánh cho tơi nữa. Này là thịt heo. Thịt heo ba chỉ mới ngon đúng không cô nhỉ? Ba chỉ. Chứ mình mà làm nạc quá thì không ngon đúng không? Không ngon. Thịt heo này ướp sao đây cô? Ướp tiêu, dầu, bột ngọt. Sau khi mà một lớp gạo, lớp đậu. Lớp gạo, lớp đậu, lớp thịt rồi lớp đậu. Lớp đậu. Rồi lớp gạo. Lớp gạo. Có nghĩa là thịt sẽ ở giữa. Thịt ở giữa. Đậu hai bên, gạo hai bên. Ừ, đậu hai bên, gạo hai bên. Này. Đi xuống sạch đây. Nó coi điện thoại cả ngày. Gạo này là nếp không hay mình có phải trộn thêm tỷ lệ gì không? Không. Chứ nếp à? Nếp ngon đó chứ không phải nếp thường. Không, ý con là có phải trộn thêm gạo thêm... Không, không trộn gì hết. Một lớp gạo trên cùng là cố gắng bao phủ hết cái lớp thịt và lớp đậu để cho nó khỏi bị chảy nước. Đã khỏi lòi thịt, lòi đậu, lòi thịt. Rồi đó. Giờ công việc này là công việc khá là quan trọng này. Cuốn hai bên vào. Sôi hai bên, gấp mép. Gấp mép cho nó kín lại. Lấy dây lạt. Việc đầu tiên là phải cột ở giữa lại. Dây lạt này cột cứng tay hay vừa tay không? Cột vừa tay thôi. Vừa tay. Khi ta cột để luộc là mới chặt tay. Ý là khi mình cột này là phải cột lại nữa hả? Ừ. Rồi. Cột xong gài nếp vào. Cột một sợi giữa, hai sợi hai bên. Gấp một đầu lại. Cho các bạn coi ở trong đây. Cổ chân đều. Gấp một đầu qua.
lòi đậu ra, lấy một cái lá nhỏ chùm đầu lại chín cho nó khỏi lòi đầu ra là khỏi rào nước, cái bánh nó khô nó ngon. Còn mấy giờ rồi? 2 giờ còn. Mới dậy thôi hả? 2 giờ thôi. Thế thôi. Thế thôi, còn lại thôi. Đây, đây là thành phẩm. Các bạn coi thành phẩm này. Gạo này, đậu này, đó là thịt ba chỉ.